Trong lịch sử nhân loại có rất nhiều điều bí ẩn đến nay vẫn chưa được lý giải. Một số hiện tượng sẽ mãi là bí ẩn. Số còn lại chúng ta có thể lý giải được nhờ các khám phá khảo cổ học hoặc các văn bản được lưu lại từ những nền văn minh cổ xưa. Sau đây là 10 trong số những hiện tượng không rõ nguyên nhân và bí ẩn nhất. Những hình vẽ bí ẩn ở Nazca. Vùng sa mạc bên bờ biển Thái Bình Dương, phía bắc Peru có những hình dạng rất đặc biệt. Chúng nằm gần thành phố cổ và các đền thờ Cahuachi, trung tâm nghi lễ của văn hóa Nazca trong năm thế kỷ đầu tiên sau công nguyên. Người Nazca đưa vật tế vào trong trung tâm nghi lễ. Họ cúng trong đền thờ, cúng trong trung tâm nghi lễ, cầu nguyện cho cuộc sống. Đời sống tôn giáo của họ rất phát triển trong nền văn hóa này. Những hình vẽ giống như động vật, hoa lá, cây cối và hình học. Người dân bản địa ở Nazca đã khắc hơn 300 hình lên mặt đất từ năm 200 trước công nguyên đến năm 500 sau công nguyên. Điều bí ẩn ở đây không phải là các hình vẽ đã được tạo ra như thế nào, mà là bằng cách nào các hình dạng có độ chính xác hình học đáng kinh ngạc như vậy. Người ta đã di chuyển những chướng ngại vật khổng lồ để tạo ra chúng như thế nào? Và tại sao chúng lại có thể được nhìn thấy từ độ cao cách 150 mét so với mặt đất? Julian Nott, chuyên gia về khinh khí cầu, có giả thuyết rằng các nền văn hóa cổ đại đã chế tạo ra một dạng khinh khí cầu nguyên thủy cho phép họ nhìn ngắm những tác phẩm này từ trên cao. Mục đích của những hình vẽ khổng lồ là một bí ẩn khác. Chuyên gia nghiên cứu các bí ẩn Eric tin rằng chúng là những điểm đánh dấu để xác định phương hướng cho phi thuyền. Ông tuyên bố rằng rất lâu trước khi con người xuất hiện, người ngoài hành tinh đã có mặt trong khu vực. Và những người bản địa kể lại truyền thuyết đó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Một giả thuyết khác cho rằng chúng là bộ lịch thiên văn khổng lồ, trong đó mỗi đường kẻ chỉ đến các vị trí quan trọng trên bầu trời. Tuy nhiên, phần lớn các nhà khoa học không tin vào các giả thuyết này. Họ tin rằng các hình vẽ này đánh dấu những vị trí có nước ngầm để sử dụng trong tưới tiêu. Điều này được thể hiện bởi một vòng xoáy gần đó trên mặt đất. Chúng cũng được cho là một phần của một hệ thống dẫn nước. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa có những bằng chứng chứng minh cho giả thuyết này, và mục đích của những hình vẽ bí ẩn ở Nazca vẫn còn là một bí ẩn. Bản thảo Voynich. Một bộ sưu tập các biểu tượng thậm chí còn hấp dẫn hơn những dòng kẻ ở Nazca. Sau nhiều thập kỷ phân tích bản thảo Voynich, chúng ta vẫn không biết nội dung của nó. Đầu thế kỷ 20, các di tích lịch sử ở châu Âu là điểm đến phổ biến đối với những thợ săn kho báu và người sưu tầm tác phẩm độc đáo và cổ vật. Năm 1912, thợ săn cổ vật, nhà sưu tầm người Ba Lan tên là Winfried Michael Voynich đã tìm thấy một bản thảo kỳ lạ trong một tu viện ở nước Ý, được viết bằng một ngôn ngữ không ai biết đến. Ông phát hiện ra rằng hoàng đế nước Áo Rudolf II đã mua lại bản thảo này từ nhà giả kim huyền bí người Anh John Dee năm 1585. Trong hơn 100 năm, các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới đã bị cuốn hút bởi bản thảo này. Trên các trang giấy có những mô tả về thực vật, tranh vẽ các nữ thần đang tắm trong bồn tắm, đối với các đường ống, biểu tượng thiên văn, những phác thảo và bản đồ.
Có rất nhiều giả thuyết xung quanh hiện vật kỳ lạ này. Một trong số đó cho rằng bản thảo được viết bằng tiếng Enochian, ngôn ngữ của các thiên thần. Những người khác tin rằng bản thảo được tạo ra vào cuối thời Trung Cổ ở châu Á. Giả thuyết của nhà nghiên cứu Arthur Tucker cho rằng có khả năng bản thảo được viết bằng ngôn ngữ Nahuan, ngôn ngữ được sử dụng bởi người Aztec ở Trung Mỹ. Theo Arthur Tucker, các hình vẽ một số loài cây trong bản thảo khá tương đồng với các loại cây mọc ở Trung và Nam Mỹ vào thời điểm đó. Nhưng đến nay, vẫn chưa có bằng chứng để chứng minh hoặc bác bỏ bất kỳ giả thuyết nào. Pha cuộc sống. Hầu hết các thông điệp và ký hiệu đều mang ý nghĩa biểu trưng cho một khu vực cụ thể. Tuy nhiên, có một biểu tượng xuất hiện ở rất nhiều nền văn hóa, tôn giáo và địa điểm khác nhau. Đây là bông hoa cuộc sống, một biểu tượng bí truyền được tìm thấy trên các cổ vật linh thiêng, ở các nhà thờ theo kiến trúc Gothic, trên cửa sổ kính màu, trong các thánh đường và trong nguồn gốc của nhiều giáo lý tôn giáo. Phong trào kỷ nguyên mới đưa ra giả thuyết rằng bông hoa cuộc sống được tạo thành từ 13 vòng tròn giao nhau, có kích thước bằng nhau, chứa đựng thông tin quan trọng về bản chất của không gian và thời gian. Nhà văn Runvalo tuyên bố rằng biểu tượng này mô tả sự hình thành thế giới và cuộc sống, một dạng thể thức thiêng liêng. Nghiên cứu về hình dạng thiêng liêng chỉ ra rằng một số hình có ý nghĩa tâm linh sâu sắc và chứa đựng bí ẩn về ý nghĩa cuộc sống con người. Người ta nói rằng có một người đã giải quyết được bí ẩn về bông hoa cuộc sống, đó là Leonardo da Vinci, người đã sử dụng nó để tạo ra bức vẽ người Vitruvius. Một chủ đề vẫn còn đang gây tranh cãi, đó là khẳng định bông hoa cuộc sống nổi tiếng nhất là ở Tử Cấm Thành, Bắc Kinh. Dưới chân bức tượng Thạch Sư, một bức tượng sư tử đá truyền thống của Trung Quốc, là một hình tròn tượng trưng cho thế giới. Nhưng chính xác thì mối liên hệ giữa tác phẩm điêu khắc này, một biểu tượng của sự bảo vệ và canh gác trí thức, với bông hoa cuộc sống, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết. Di chỉ đá Puma Punku. Thông điệp bí ẩn tiếp theo của chúng ta nằm ở dãy núi Andes ở Nam Mỹ, gần thành phố Tiwanaku của Bolivia. Đây là địa điểm của một trong những bí ẩn lớn nhất trên lục địa. Những khối đá kỳ lạ trông như những khối đá xây dựng khổng lồ. Kích thước và cân nặng của chúng, khối đá xây dựng có tỷ lệ hoàn hảo về mặt hình học. Tất cả các khối đá nằm trên một phiến đá. Các chuyên gia đã quan tâm đến những khối đá này hàng trăm năm qua. Chúng được đề cập đến lần đầu tiên vào thế kỷ 16 bởi những người chinh phục, những người đã liều mình tiến hành cuộc thám hiểm nguy hiểm để đến được. Ta vẫn biết rất ít. Ví dụ, ta không biết những khối đá này được tạo ra khi nào. Nhà nghiên cứu Arthur Polnansky tin rằng chúng có thể đạt tới 15.000 năm tuổi. Một số nhà khảo cổ tin rằng người tạo ra những khối đá này là người Aymara bản địa. Nhưng bằng cách nào một bộ tộc nguyên thủy đá như vậy, trong đó có cả những khối đá nặng hàng chục tấn? Di chỉ đá Puma Punku cũng được nhắc đến trong truyền thuyết cổ xưa của người dân bản địa. Họ nói rằng các vị thần đã dựng nên một ngôi đền trong một đêm. Một số người tin rằng những vị thần này là người ngoài hành tinh, và đó là tòa nhà nơi họ gặp gỡ con người. Liệu Puma Punku có phải minh chứng rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ này? Những tác phẩm của Leonardo da Vinci. Các chuyên gia nghiên cứu bí ẩn coi Leonardo da Vinci là bậc thầy về ẩn giấu những biểu tượng và thông điệp trong tác phẩm của mình. Theo Dan Brown, Leonardo da Vinci là thành viên của một hội bí mật.
tu viện Sion. Nhiều nhà nghiên cứu khác cũng khẳng định rằng những bức tranh của ông có chứa rất nhiều biểu tượng, ám chỉ và dự báo. Tác phẩm nổi tiếng nhất của Leonardo được nhìn nhận theo hướng này là bức tranh Bữa tối cuối cùng. Trong khi nghiên cứu bức tranh, một số học giả bị thu hút bởi nhân vật đứng bên phải Chúa Giê-xu. Chuyên gia nghiên cứu tin rằng đó không phải là tông đồ John như giáo hội tuyên bố, mà thực ra là Mary, nhân vật mà những thành viên của tu viện Sion tin là vợ của Chúa. Ngoài ra, Leonardo cũng đặc biệt chú trọng việc làm nổi bật con số 3. Có 3 cửa sổ ở đằng sau và 3 nhóm. Mỗi nhóm gồm 3 tông đồ. Phải chăng ông chỉ đơn giản nhấn mạnh đến Thiên Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, hay ông đang ám chỉ một điều gì khác? Các suy đoán xung quanh bức tranh này vẫn chưa dừng lại ở đây. Bức tranh cũng được cho là ẩn chứa một lời tiên tri đen tối về ngày tận thế. Một bức tranh nổi tiếng khác của Leonardo là bức tranh Mona Lisa. Vài năm trước, nhà nghiên cứu cho rằng các chữ cái S và L được ẩn giấu trong mắt Mona Lisa và con số 72 xuất hiện ở phông nền phía sau. Ý nghĩa của phát hiện này vẫn còn đang gây tranh cãi. Một giả thuyết cho rằng các chữ cái là đầu mối ám chỉ danh tính thực sự của Mona Lisa và con số 72 là một biểu tượng thần bí của thuật Do Thái cổ đại, Kabbalah và Kitô giáo. Còn rất nhiều giả thuyết khác về Mona Lisa. Theo một giả thuyết, đó thực ra là bức chân dung tự họa của Leonardo. Vô số các cuộc điều tra đã được tiến hành. Nụ cười bí ẩn, cảnh quan ở đằng sau, vị trí của tay cô ấy. Có người thậm chí còn nói, không, cô ấy không phải phụ nữ, cô ấy là người chuyển giới, và đó chính là Leonardo. Họ cũng đã đặt chồng khuôn mặt của Leonardo lên mặt Mona Lisa để chứng minh rằng hai khuôn mặt hoàn toàn giống nhau. Người ta cũng không rõ có phải Leonardo đã tạo ra nhiều phiên bản của bức tranh này hay không. Một trong số đó được trưng bày tại Zurich vào năm 2012, trong khi một bức khác được tìm thấy trong phòng trưng bày nghệ thuật Dunwich ở London. Tuy nhiên, một điều chắc chắn đó là các tác phẩm của Leonardo cực kỳ phức tạp. Xác ướp. Xác ướp cổ đại được tìm thấy ở hầu hết các lục địa. Chúng là mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, mang lại những hiểu biết sâu sắc về văn hóa cổ đại và các dân tộc. Mặc dù khoa học và công nghệ của chúng ta ngày càng hiện đại, xác ướp vẫn còn là bí ẩn. Nghiên cứu hiện đại về xác ướp bắt đầu từ thế kỷ 19 và hàng nghìn xác ướp đã được phát hiện. Nhờ công nghệ hiện đại, chúng ta không chỉ bảo vệ xác ướp tốt hơn mà còn có thể tái tạo lại khuôn mặt, hình thể của những người được ướp xác và phần nào mô phỏng được cuộc sống của họ. Người Ai Cập tin rằng mỗi lần chúng ta nhớ tới một người và phát âm tên của họ, họ vẫn tiếp tục sống. Vì vậy, theo cách nhìn đó, chúng ta đang thực hiện ước nguyện của người Ai Cập cổ đại. Chúng ta đang đưa họ trở lại cuộc sống bằng cách gọi tên họ một lần nữa thông qua việc khám phá về cuộc sống của họ. Nhưng nhiều thông tin về xác ướp vẫn còn là bí ẩn. Ví dụ, người băng Otzi, người được phát hiện vào năm 1991 ở vùng núi cao trên biên giới giữa Ý và Áo. Cho đến ngày nay, ta vẫn không biết ông đã chết như thế nào hay ông là ai. Các câu hỏi tương tự cũng được đặt ra đối với trường hợp xác ướp được tìm thấy vào năm 1993 trên vùng cao nguyên Ukok ở Siberia. Những gì còn lại của công chúa Altai, tên gọi của cô, vẫn khiến người ta say mê tìm hiểu. Chủ yếu là do những hình xăm phức tạp trên cơ thể. Chúng được coi là một thông điệp hay biểu tượng cho địa vị của cô. Có thể gây nguy hiểm, như trường hợp xác ướp Ai Cập. Người ta tin rằng các gian phòng nơi chôn cất xác ướp được niêm phong bằng phép thuật và sẽ nguyền rủa bất cứ ai cố gắng mở chúng. Nhiều người tin rằng khi xác ướp của vị pharaoh Ai Cập
Tutankhamun được khai quật, những lời nguyền đã được giải phóng. Tranh trong hang động. Kiến thức khoa học tiên tiến khiến ta tin rằng chúng ta đã biết mọi thứ về con người ngày xưa. Nhưng khi nhìn vào những gì tổ tiên để lại, rõ ràng là vẫn còn nhiều điều mà chúng ta chưa biết đến. Ví dụ, tại sao tổ tiên chúng ta lại vẽ những bức tranh trong hang động? Có lẽ bức tranh hang động nổi tiếng nhất nằm trong hang Lascaux ở Pháp. Ở đây, trong những hang sâu thẳm có 150 bức tranh và khoảng 15.000 hình chạm khắc. Một số nhà nghiên cứu tin rằng các bức tranh là minh chứng cho mối liên hệ giữa con người thời tiền sử và một nền văn minh ngoài trái đất. Những bức tranh mô tả các sinh vật với hình ngôi sao ở vị trí đôi mắt và trên hình vẽ một con bò là hình chòm sao thất nữ mà theo nhiều truyền thuyết là một nơi mà các sinh vật từ vũ trụ đáp xuống trái đất trong thời cổ đại. Các địa điểm khảo cổ khác cũng đặt ra những câu hỏi tương tự. Ví dụ, hẻm núi Creswell Crag ở Anh, nơi thợ săn cổ xưa đã để lại những bức tranh cách đây hơn 13.000 năm, hoặc hang động Pedra Pintada ở Brazil. Nhiều câu hỏi nhất. Các nhà khoa học phát hiện ra các bức tranh trong hang động này đã tồn tại khoảng 35.000 năm, lâu hơn nhiều so với những bức tranh khác gần đó. Một số bức tranh rất kỳ lạ, bao gồm các sinh vật nửa người, nửa động vật, hình vẽ trừu tượng, một bàn tay với những ngón tay bị mất và những sinh vật lạ lùng chưa từng thấy. Liệu những phát hiện này có chứng minh cho giả thuyết rằng tổ tiên chúng ta đã liên lạc với một chủng tộc ngoài trái đất? Hộp sọ pha lê. Hộp sọ pha lê được coi là những tác phẩm tuyệt vời nhất mà con người từng tạo ra bằng chính đôi tay của mình. Chúng đã mê hoặc các chuyên gia và công chúng trong suốt 120 năm qua, và chúng ta vẫn chưa thể tìm ra người đã tạo ra chúng. Ban đầu, những hộp sọ được cho là bắt nguồn từ Mexico và là hộp sọ của người Aztec cổ đại. Trong những năm 1860, họ bắt đầu bán chúng cho những nhà sưu tầm người châu Âu. Có rất nhiều hộp sọ pha lê trên khắp thế giới, nhưng chỉ có 4 hộp sọ cực kỳ tinh xảo, đến mức chúng được cho là có nguồn gốc cổ xưa. Hộp sọ đầu tiên đã được Bảo tàng Anh mua lại vào năm 1881, hộp sọ thứ hai ở Paris và hộp sọ thứ ba ở Viện Smithsonian ở Mỹ. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất là hộp sọ mà nhà thám hiểm Michel Hess đã tìm Mỹ. Ông tin rằng nó đã tồn tại 3.600 năm và nó đã được các thầy tu người Maya sử dụng trong khi thực hiện các nghi lễ ma thuật. Các chuyên gia nghiên cứu bí ẩn chỉ ra một truyền thuyết về những hộp sọ. Theo đó, chúng được tạo ra bởi các thành viên của một nền văn minh cổ đại và sau đó được các bộ tộc bản địa ở châu Mỹ mua lại. Theo truyền thuyết, có tổng cộng 12 hộp sọ và việc tập hợp chúng lại sẽ ngăn chặn sự hủy diệt thế giới vào một ngày nào đó. Các bộ lạc bản địa cho rằng những hộp sọ này chứa đựng ma thuật. Chúng được cho là sở hữu một dạng năng lượng mạnh mẽ có thể chữa lành vết thương cũng như giết chết một ai đó. Vẫn còn 8 hộp sọ pha lê chưa được phát hiện. Và nếu một ngày chúng được tìm thấy, điều gì sẽ xảy ra? Pháo đài cổ Sacsayhuaman. Thành cổ khổng lồ Sacsayhuaman gần thành phố Cusco ở Peru được coi là một thông điệp về sự tồn tại vĩnh cửu của đế quốc Inca.
Theo các sử gia, chính người Inca đã xây dựng nên tòa thành đồ sộ này, bao gồm những khối đá rất lớn và tinh xảo chồng lên nhau. Độ tuổi chính xác của tòa thành vẫn chưa được xác định, nhưng hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng phần phía trên của bức tường cự thạch đã được dựng lên cách đây hàng nghìn năm. Không ai xác định được khoảng thời gian phần bên dưới được xây dựng. Phần nền của toàn bộ tòa thành thực tế là một ngôi đền tôn giáo. Theo truyền thuyết, được xây dựng bởi tổ tiên của người Inca do vị thần vĩ đại Viracocha dẫn đầu. Vị thần đã đi xuống hạ giới và mang tới một năng lượng mạnh mẽ cho cấu trúc tòa thành, cho các chiến binh sức mạnh, lòng can đảm và sức mạnh để vượt qua kẻ thù của họ. Khi nhà văn Alan Lansberg đặt một chiếc la bàn vào hốc tường, chiếc kim bắt đầu xoay, hàm ý rằng có một lực nam châm đặc biệt bên trong ngọn núi. Thậm chí ngày nay, chúng ta vẫn không thể nói chính xác cách những người nguyên thủy xây dựng nên những bức tường đá khổng lồ với những khối đá nặng tới 200 tấn và sắp đặt chúng khít tới mức không thể chèn thêm một tờ giấy vào giữa. Bức tường này nắm giữ bí mật gì và liệu có bao giờ chúng ta hiểu được không? Đội quân đất nung. Thông điệp bí ẩn nhất đối với chúng ta được giấu kín bên trong quân đội đất nung của Tần Thủy Hoàng. Bộ sưu tập các tác phẩm điêu khắc mô tả binh lính Trung Quốc này được biết đến như kỳ quan thế giới thứ 8. Nhưng đội quân đất nung được hình thành vào thời điểm nào? Và những người lính này đang bảo vệ ai? Đội quân đất nung được phát hiện vào năm 1974 gần một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc. Khi một nhóm người dân địa phương đang đào giếng thì phát hiện ra những mảnh vỡ kỳ lạ dưới lòng đất. Họ nhanh chóng nhận ra đó là di tích lịch sử dưới lòng đất và các nhà khảo cổ được mời đến hiện trường. Họ đã rất ngạc nhiên trước những gì tìm thấy. Sau khi những bức tượng đất nung được phát hiện, người ta đưa ra các phỏng đoán về ý nghĩa của chúng. Hầu hết các nhà nghiên cứu đều đồng ý rằng các bức tượng đất nung là sự phô trương sức mạnh to lớn của Hoàng đế Trung Quốc. Vị trí của những bức tượng là ở trước lăng mộ của một vị hoàng đế Trung Quốc đã trị vì Trung Quốc vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Những bức tượng mang ý nghĩa bảo vệ và để xua đuổi những kẻ tới đào trộm lăng mộ. Hơn 7.000 bức tượng bằng đất nung được đúc theo lệnh của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng. Ông ta làm vậy để quân lính mãi mãi bảo vệ mình ở thế giới bên kia. Ông là một trong những người quan trọng nhất trong lịch sử nhân loại. Ông ấy đã lập nên đất nước Trung Quốc ngày nay. Bất cứ ai từng nhìn thấy tận mắt các chiến binh đều đồng ý rằng những bức tượng khiến ai nhìn thấy cũng phải khâm phục. Có 8.000 bức tượng riêng biệt, cao từ 1m70 đến 2m và tất cả đều khác nhau từ nét mặt đến chi tiết áo giáp. Đội quân cổ xưa và lăng mộ này vẫn luôn là một bí ẩn. Các kỹ thuật được sử dụng trong quá trình tạo nên những bức tượng trong thời điểm đó cực kỳ đáng chú ý. Theo ước tính, 700.000 người đã phải làm việc liên tục suốt 40 năm mới có thể tạo nên những bức tượng. Đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia đồng ý rằng quân đội đất nung và lăng mộ là bằng chứng cho thấy các nền văn hóa cổ đại có kiến thức và công nghệ tiên tiến hơn nhiều so với những gì chúng ta nghĩ. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta lại khám phá thêm những câu chuyện mới về tổ tiên chúng ta. Nhưng những thông điệp họ để lại là gì? Những thông điệp này đã tồn tại hàng thế kỷ và cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa hiểu thêm nhiều so với thời điểm lần đầu khám phá ra chúng. Liệu những bí ẩn này đến khi nào mới được lý giải?